để chọn một từ thì cũng cơ cũng kịp sẽ chọn từ là tuyệt vời. Bởi vì khi mà biểu diễn xong không có gì tuyệt vời hơn là mình đã thành công được tiết mục đó và mình đã vượt qua chính bản thân của mình và tự hào cho tất cả đất nước Việt Nam chúng ta. Ê, tuyệt đẹp. Thật sự ra mà cuộc công nghiệp vẫn có rất nhiều mục tiêu để muốn đạt đến, nhưng mà hiện tại thì cuộc công nghiệp muốn giữ gìn sức khỏe đã. Sau đó thực sự nếu như mà có đủ sức khỏe thì chắc chắn sẽ có những cái điều mới mẻ nữa các bạn. Quốc cơ và quốc nghiệp muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và với những đứa trẻ ở nhà. Và nếu như một ngày quốc cơ và quốc nghiệp nghĩ là nếu mà không làm gì thì nó cũng rất là khó chịu, cho nên là quốc cơ quốc nghiệp sẽ phải tìm đến cái phòng tập gym nào đó để mà tập. Đam mê của quốc cơ và quốc nghiệp luôn luôn là bộ môn thể thao, và chúng tôi sẽ dành một phần thời gian cho bộ môn này. Chưa bao giờ quốc cơ và quốc nghiệp nghĩ đến cái việc đó, bởi vì để khoác đổi vị trí cho nhau thì chúng tôi lại phải mất thêm hơn mười mấy năm nữa để có thể làm tốt cái nhiệm vụ của người trên và người dưới. Cho nên là chúng tôi vẫn giữ như vậy và chỉ có thể tiếp tục tiến bộ hơn. Quốc nghiệp sẽ cố gắng hạ xuống. Với quốc nghiệp và cả quốc cơ thì luôn luôn muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy cố gắng theo đuổi những niềm đam mê của mình và hãy đi đến cùng, chắc chắn nơi đó nó sẽ đưa bạn tới một thành công nhất định. Và đừng bao giờ từ bỏ cái đam mê của mình và phải sống hết mình mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút. Với quốc cơ thì quốc nghiệp nghĩ nếu như các bạn có thực sự yêu thích và nhưng mà hướng đến một điều gì đó thì các bạn hãy làm hết sức mình. Bởi vì khi các bạn làm hết sức mình, các bạn mới biết rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi người. Luôn ghi nhớ một điều là đừng bao giờ bỏ cuộc.